muối không vậy? Nó thui liếc. Ồ, trái này bự. Trái này không bằng trái xưa. Sâu lên ngang hả? Lựa trái này thử coi. Ồ, trái này tép ra rồi. Nên nứt á, nó mọng dê nên nứt á. Đưa chạy cho coi, nó mọng dê ra chị ạ. Nó mọng dê nên nứt á. Thì vậy. Con thử đi rồi cậy, cứ chạy ra bỏ cái uống á. À. Có cái eo mà chị ơi. Cỡ nó eo mà bên đi chút xíu, bên đây rồi em muối nó bự. Cân thử trái đá đi chị, đừng cờ từ khui đây nó lòng gió. Chị cân luôn. Ngon. 45 ngàn một ký. Hơi eo quá ha. Giữ gian vậy trái đó mà giữ gian thì chị bán 50 triệu ngon. 50 mà chị cũng thích, chị mua 60-70 cây sao. 2 ký. Nhưng nói vậy anh sầu riêng ngon cái 2 ký 2 em chạy đi 2 lẻ chạy đi 2 tấn là 90 hơn 120. Ủa sao kêu 45 ngàn ký 60 sao mới này kêu 45 đâu có trời mới này nghe kêu 45 ngàn ký đâu có nói sâu lắm nói sâu lắm trời ơi người ta bán chỗ khác 60 kia bán 50 ngàn nếu mà em đi em mua hàng như vậy 50 vô đây chị chặn như dây nha chị chặn hết chứ không vô đây cho em vốn của chị 67 ngàn trong vốn đó chị bán 70 ngàn đó giờ còn cả mấy trái chị bán rẻ nè giống vậy đấy hàng người mình tưởng là bán năm dây tưng anh như dây không chị tặng em luôn tặng em mấy cái sầu riêng đây luôn tiếng đi đây nè mọi người cái này là trái sầu riêng Hương mua nè 2 ký 2 nhưng mà cổ kêu là cổ sẽ giảm giá cho Hương còn là 2 ký. À, giá là 60k nha chứ không phải là 45k như mới nãy Hương nói đâu là tại vì Hương nghe nhầm á. Bây giờ Hương sẽ đem về nhà ba Hương khui ra nha. Đây mọi người khá là thơm, thơm lắm luôn rồi. Đem về thôi. Đây này, để mọi người ăn một miếng cho nó ngon. Bây giờ đem về hoài thôi. Bây giờ mà đem cắt cái trái này mà đem ra cấp xe á mọi người. Nó bốc mùi kinh khủng luôn. Cái này là sầu ri xấu nha, nhưng mà đợt này giá rẻ tại vì Hàn Quốc đi không được á, cho nên là có chỗ thì bán 50, chỗ 60, chỗ Hương bên này lại hồi chiều cổ kêu là 65 á mà Hương nghe nhầm là 45, sao mà giảm giá cho Hương còn 60. Wow, nặng quá luôn. Bây giờ sẽ sắp đi ha. Đây mọi người, ông cố ông đang ăn cơm. Sao ông đậu hôm nay ăn cơm trở à? Chú này cơm này, nó nóng quá, cơm này đi tắm biến, tôi thui rồi. Rồi mai đi chợ cho đi nữa cho đỡ nó khắp lai giang. Đi ông, đi ông. Nghĩ gì kỳ vậy? Đi ông. Đi bụng bự. Này người ta tiếp ra sẵn rồi. Tiếp ra sẵn rồi. Chỉ còn ấy thôi. Nè, ồ. Ồ, cũng sướng tâm à. Cúng như vậy nó mới ngon chứ. Vậy hả? Mềm quá là chín không nó bảy. Cơm vàng. Thôi còn muối nào nữa. Và 2 muối. Đâu hơn. Sao không ăn?
tôi phải ăn nữa. Thì đợi xíu ông bà khui ra, còn miếng đây nữa. Miếng đây đâu có nào. Sao không có, đây còn một muỗng mà cậy được thử đây. Một tép chắc còn được một cái nhỏ chứ. Một clip đâu mà có gì. Đây là gì có. Đâu là gì có. Làm gì có. Ồ, được một miếng. Đu gì mà đu. Nhỏ chiếc kêu. Có một người đó. Căng đây hả? Nhỏ chiếc kêu. Nhỏ bị gãy luôn rồi. Đi không ăn được đâu, đợi mày đút cho. Thôi, wow. Mày lấy bánh nha. Đây nè. Coi nè. Cơm vàng khè luôn nè. Thơm quá. Em, sao mất cua bánh. Hai người này không biết ăn sầu riêng nè. Ăn sầu riêng. Cho Henry miếng này. Sao? Ngon hả? À? Ngon hay cho bay mùi thúi không? Mùi thúi. Có mùi thúi không? Bây giờ ăn thử miếng nữa. Mẹ ăn ăn đi. Ăn ấy. Anh không dám ăn mọi người, anh sợ thúi. Cho đi nè. Đi nè. Để coi nữa. Ông xạo quá, ông sợ thúi, ông nói đại cho nè. Em hôm nay cho em cơm vàng khè luôn á. Đúng, đúng là sầu đi sống. Ăn nữa. Ông mệt á, ông mệt á. Thôi, đừng bóp nha. Nè, em nè. Em cầm em. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Thì không ăn được. Thì không ăn được sầu riêng nè mọi người. Không ăn được luôn á. Này cái sầu này nè. Cơm vàng. Mà nó dẻo nha. Chứ không phải là nó không phải là nó bẫy đâu. Thì đúng rồi. Phải ăn thật ngon. Có. Có ăn. Mềm béo không? Ngọt quá. Ngọt đúng ngọt luôn á. Cháo chọc. Môi sơ chưa bà. Ngon quá mọi người. Ngọt. Này đúng chất sầu đi xấu lắm nào ba ăn muốn rồi. Nha. Chắc được mấy muối á. Cơm nó hòn. Này gì? Đó đó, nè ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Trời ơi giờ mà ăn phí rồi. Phí gì phí. Ngon đúng không? Gớm thì ăn được đâu mà bị đặc không mà bị mùi. Dễ luôn. Ừ. Đi ra cho bạn cho cắn chút. Mau đi đi đâu có biết ăn. Này đi ăn đây. Bài thúi. Nó không biết ăn mà. Dạ, thúi. Thúi mà chanh. Riêng mà thúi. Thúi, thúi. Không biết ăn cái chú thúi. Ớn riêng quá. Bên này gì mua nhiêu ký à? Bên đây mà bỏ trong miếng sầu riêng là ăn ngon. Nhức nát luôn nè. Còn miếng của gì nè. Mọi người thấy đúng là đi xấu luôn á, nó không hề bẫy. Vừa tới, mềm, ngọt, ngọt lắm luôn. Nặng nữa. Qua đi với lại tập phía shop, ở
con cũng bị Covid. Ai? Vậy hả? Dạ nên là tiêm. Nay mà Covid gì nữa. Từ sốc bệnh là Covid gây ra. Nó ngon. Bơ ngon. Bơ không ai béo. Bơ phải tán màu xanh dài á, người ta gọi là bơ ba tư ấy. Bơ này sườn bọc bọc ấy. Không ngon, không có béo. Cánh đường không? Cá nó béo cho, bà chút như là